Bluetooth mode. Seven and a half.
Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Buổi chiều này thì mình cũng lên mà bên trên cái cây quả cây đa mọi người nha. Đây, quả là quả cây đa nha. Đây mọi người. Đó. Con chim này thì nó cũng rất là thích ăn nha. Con chuột thì nó cũng rất chán là nó cũng ăn, con cày nó cũng ăn mọi người nha. Đây là quả đa mới nha. Đây là có một cái lỗ với cái hố rất là đẹp luôn mọi người đó. Cái hố này thì mình cũng đã đưa mọi người đi xem rồi, nhưng mà cũng lâu rồi đó, mình cũng không đã đến chỗ này nha mọi người. Đây rất là sâu luôn mọi người nha. Ở dưới kia thì có cảnh rất là đẹp luôn đó. Thì bây giờ thì mình sẽ lên trên kia. Chiều lên trên kia mình sẽ đi tìm cái chỗ để mình bên con chim nha mọi người. Con chim thì cũng khá nhiều, nhưng mà mình đến thì nó bay hết rồi. Giờ thì sẽ lên trên kia mọi người. Đây này mọi người. Con chuột thì chắc nó cũng ăn nhé. Nó cũng mới chín thôi.